Dự báo thời tiết khu vực thành phố Hải Phòng hôm nay ngày 10 tháng 2, khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4,